Hello, xin chào các cháu đã quay trở lại với kênh của bà Tân Vlog. Hôm nay bà Tân Vlog sẽ làm về món gà mông rồng con khổng lồ, siêu to khổng lồ nha. Các cháu xem clip của bà thấy hay, cháu bà một like và một đăng ký kênh chia sẻ với bà nha. Ok. Giỡn anh em vừa thôi. Bà bà vừa thấy không? Và bây giờ mình sẽ đi tinh phọt và cầm 22 con rồng con. Tại lính là để lính mình cấp bạc mà. Ok. Đi em đi đường. Ok à. Cướp giờ đen thì mình ha cầm đó là rồng con hoặc là đầu tẹt. Và hôm nay mình sẽ làm clip về rồng con. Ok. Mình sắm thì mình theo, mình nghĩ là mình cầm theo và có nhà mình nào mình ăn không được ấy, mình hít luôn mọi người. Xung lên nào. Rồng con chỉ đi một mình thôi nha mọi người. Đi một mình nó là nó được tan sức mạnh. Nó sẽ được khủng lồ quá lên. Ok. Hiện tại là cúp mình khá là nhỏ nên là mình cứ đe là mọi người không lùi quá. Ok, không lùi luôn. Cách ra thì nó vẫn tan được bình thường nha mọi người, nhưng mà đừng đứng gần quá, đứng gần là nó sẽ y như là mới quay tay xong. Nó sẽ nhỏ bé như mới quay tay xong vậy mọi người ơi. Thanh niên này thì hãy comment phía dưới clip nhé. Ok. Cứ thấy mẹ mọi không có chừng gửi. Ok, nhà này cầm được tiền thì quá là phi. Nhưng mà mình sẽ chơi rồng con. Ê, mẹ. Đó, đôm nó thêm một phát nữa. Rất là phi. Bên này thì dễ rồi, mình sẽ có một con phát sư. Bỏ một con A. Con đẹp phút xây hoặc là một con hero thôi, có đơn giản. Ok rồi, hiện tại mình đang có sở hữu một con nick rất là cùi bắp, nên là lính nó cũng hơi gò nên mọi người xem mà thấy dở, thấy mà thế nữa nó kiểu như là không được sướng mát này, mọi người đừng có lo mình nha, bởi vì là mình chỉ có xem một nick thôi. Mình thử ăn cái đó rồi qua cái này đi bạn ơi. Ok. Khá là gắt. Biến gì luôn, nhanh tốc độ. Nói chung nhanh tốc độ. Để đụng một phát là mình, để mấy con nó quấn mình một phát là Bị mất máu của mấy con hero á. Tội. Mất máu là đợt sau mình đánh nó không được đó. Hero bị mất máu rồi. Hero nằm rồi. Giờ mình sẽ cố gắng tiếp tục cướp lâu mọi người, trả xuống sót luôn mọi người, ăn được cái gì thì ăn mọi người. Trời. Xuống sót vô máu luôn, con này nó nhỏ he ké chứ mấy, bò khác hộp he quá thiếu đồn kìa. Trời, bên này thì quá đen dở, bút lùng mọi người bắt tử hồ xăng luôn mọi người. Ok, chắc là cũng vô mình làm đó mọi người, rất là xui. Nó nằm thì khoảng 3 phút phải. Ok, một pha xử lý tình huống khó là khó sẽ làm nhìn cho đầu xanh như xanh. Ok, mình vẫn đi tiếp tục cướp một người. Mình tiếp tục cướp. Ok. Mình sẽ thảm buông xuống ngay chỗ đây. Cái cây thì rất là, mình giới thiệu là cái cây nó là rất là quan trọng cho mọi người có thể thỏa vô cây bất cứ lúc nào. Nó ở đâu cũng vậy, cái cây nó ở đâu cũng vậy, thả vô đó là được, thả đánh vô cái là ok. Đó là mình sẽ nói mấy bọn biết hết được tập trai cái game này nó là mấy bọn mà thấy lính ngay chỗ hay ngay chỗ có cái như vậy, có cái này mình thả vô được, mình bất cứ lại chỗ nào ok mình tiếp tục đi tiếp. Cứ 400 máy rồi nó cạn thêm cái kia nữa là 500 máy mọi người, rất là thơm. Ok, cướp mình hơi nhỏ này là mọi người, mình sẽ lượt qua mấy cái nhà này
Để mình tế mất cái nhà VIP Pro mình cướp. Ok, có là xui. Mình kiếm cái nhà nào máy ngọn cướp cho nó phiêu. Ui, bắt trong máy kìa. Ok, tránh xoa đi. Ok. Đó, tiếp tới nhà này cướp cũng khá là ok. Liệu mình cướp được thành công không? Ok, mình sẽ cướp, cứ cướp đi mày. Không quần. Cướp không vàng. Thái có là cướp. Tàu do không cho phép. Xem nhiều quá này. Ok, mình sẽ chắc mình sẽ bỏ thêm một con. Con ok, tấn công bò hợp lý. Và xử lý hợp lý dành cho chú đồng con chúng ta. Ok. Bắt tử hồ thang liền mọi người. Hồ máu liền mọi người, không cháy mọi người. Không cháy. Ok, không mất máu, không xíu. Về vẫn bình thường, vẫn đi đánh tiếp bình thường. Nó bắt tử chối tử thần và cái cực phải hồ máu. Nên làm việc sống lẹo của nó là khó được gì không. Ok. Tiếp tục đi cướp. Nhà này thì mình sẽ nếu mình cướp thì rất là đơn giản. Cướp luôn, gác cái đồ. Nói chung là gặp là cướp. Bởi vì mình không hoàng. Mình hoàng là anh em sẽ lừa qua. Mình đang đánh tách nó rồi mà. Đồng cùng con là tách rồi. Đi tách rồi. Rồng con thì không sợ bất cứ gì. Một con rồng con muốn chai trâu rồng lớn mất. Ok, một đội quân khá là kinh dị. Sát thương lớn. Đây, nó đi trong rồi. Nó đi trong này sát thương dị dụ. Khá là khá liền nghiêm trọng lòng lên. Thì đang ra máy mà nó ngố cằn rồi ngươi. Sai rồi ngươi. Ây, khó khăn rồi. Một heo qua. Bể. Có lần nhẫn nó đánh thất thương dư mọi người. Việc nhọt trong mấy video này mình nên cấm cỏ mọi người. Nhọt. Tại theo nhọt không mọi người. Có lẽ là mình thích lá nhọt gì mình lái. Nhọt là có bản quyền hết. Đụng bại bọ là mình ăn gại liền. Nên là mình sẽ bật nhọt. Cái nhọt là miễn phí từ YouTuber. Ok. Hầu có lòng nhiều máu mình. Cái hero mình chắc mình chịu cả mấy phút thôi mình. Mình pha muốn pha lỡ xin lỗi mọi người nha. Mình đánh kiếm cúp nè mọi người, cúp mình khá là yếu. Hay là mình, nói chung mình còn nhiều cúp là mình tìm ra mấy cái nhỏ có dầu đen rất là nhanh. Cúp còn co tìm ra dầu đen còn nhanh. Bạn có thể lựa chọn thêm cái mua mấy cái con tướng ở đây. Ok, xè mấy con tướng ở đây. Trang nào đánh vẫn được luôn. Hạt ngoài thằng đánh. Tôi chém hack ok ok. Chém hack ok. Đang trong máy mà khó là lũ cho mình. Giờ hả dễ đi. Đó là một tình huống khó là lũ dành cho mình. Ok, không sao. Mình vẫn tiếp tục. Cụ hành trình đi cướp của mình. Nick mình khó là cụ nha mọi người. Mình đang mượn anh của mình một cái nick nhưng mà có vẻ như là nick đó là không quay mở game này hay là không cho mình đi. Mình
mình rất thích, mình rất muốn đi mua một cái cọ, cọ đi xe, nhưng mà hơi lỡ gì đó mình cẩn thận. Đây mà bây giờ mình thì cũng có làm mấy cái người bổ mật tài khoản hay là cái gì đó, ok đó. Đây mà nó phải mua đây. Tôi đang không được có cái này, phun hai cái là nó sẽ thêm một cái nữa. Thế nên nó phun một phát dư. Dạ, ai nếu em ra liền á, vì còn lại là để con người nó dọn. Phát được rồi. Việc mình vừa bật nhọt mình chơi game này là nó khá là nói chung là nó không có được cái lắm, nó sẽ nghe nhọt, nó nhòi nhòa. Mình được xem có gì thông cảm cho mình nhé, mình không có tay nghe. Ok, có lên giỏ cầm đồ tẹt nhanh hơn, nhưng mà cầm con này thì đánh nó rất ok hơn. Theo mình nghĩ đây này, các bạn này thích tích hợp thêm với là đồ tẹt với là cái nó luôn này, bo con này ok. Có điều con này khá là lạ 10 phút. Ý, mất dạo ấy. Mình có đồng ý MDB cái to này, đồng bơ bay cái to phun cho bơ phát lên bản hộp hay là hộp đủ đồng dần. Ok, con hạ khá là quan trọng, để nó chết được cũng là khá là quan trọng. Còn bỏ hay trong máy cho mình không tiếc ngọn luôn. Có 1 triệu em không may cơm đâu chị ơi. Cướp, nói chung là mình đi cướp dù đen là đi cướp triệt để, không có trừ được các thứ. Ăn sạch, quét, càng quét cả đội hình là việc làm không ngừng nghỉ. Mình sẽ cầm vào bên giám sát là biết công gì không? Để cho họ thích thái không? Gần ta không? Gần tới hồi rồi đó mọi người. Ui, ui, chọc mù mắt tôi đi. Trời ơi, nó thơm vậy, nó bánh. Số lọ trời. Ý, cái ta này. Ta nhanh hơn nổ là có thật mọi người. Đúng cậy, đúng cậy. Rất thế. Ta nhanh hơn nổ chứ. Nhiều lúc ta nhanh hơn nổ đúng là hôm nay mọi người. Mình cứ bấm lướt lướt qua cho mọi người xem cho nó nhanh đó. Hay là mình bỏ mất cái nhòa 450, đó là xui. Ok. 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 À, mình, các bạn khuyên các bạn nên lên tượng trước nha mọi người. Ví dụ mua là mua tượng này trước nha. Ok. Đó là thơm, năng này. Cứ năng này bánh. Vì phải tiêm cúc. Đó là mình âm tiêm cúc nghiền cho bo mình đó mọi người. Bo mình 13 cấp bỏ luôn. Đứng xa xa ra bạc bác tử. Ai ăn luôn, hay trăm máy cũng ai ăn cúp, không có quan trọng gì lắm đâu. Ai ăn thấy thái là được. Qua được thì cứ qua.
nói chung là qua được thì cứ qua, nhưng cứ qua thoải mái, qua hết, không có trừ có bất cứ quần cái thứ gì gạp là đạp. Mình đang con kiếm cái nhò nào để mình thả cái đống này xuống này, nạn không ở đâu người, nạn máy nồi rồi. Phíp phíp tiếp, mình không thể nhận được nhà phíp được, bởi vì là khá là xịn. Ai cúp khó là ý đớp luôn mọi người, đe luôn, thích thì quốc thích đi đe luôn mọi người. Cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Ai mẹ nà lấy gặp thế, mình cứ nghĩ nó chạy ra đây chứ. Ai ngờ, nói chung là có bọn thả xuống nó đe công trình gần nhất thì mọi người, công trình nào ở gần nhất thì nó sẽ đe. Và tiếp cái công trình gần nhất thì nó sẽ đe một cái công trình khác cũng gần nhất thôi. Cái trường hợp mà mấy cái phố mà nó thổi gian ra đó thì nó sẽ chạy vô, nó sẽ tìm mấy công trình khó. Ví dụ nó hướng tới là khoai vô đen đúng không, cái kia nó phun ra một phát là nó sẽ đi qua công trình khó liền, nó không hướng tới công vô đen nữa. Chắc thế. Wow, ok, cả này cũng được co đó mọi người, rất là thơm. À, đó là phiêu. Ok, nót luôn cái này luôn. Cái mờ cạnh đã nó nót đấy. Một co. Nó các bạn đang cầm mình xâm xét. Mình ăn không được thì mình phá cho hư. Đó là ông phá cho hôi. Ok, mình lại tiếp tục thôi. Các bạn nào mà có cầm bình sấm sét thì comment phía dưới clip nha. Cái mình sẽ thả hết bộ con này và mình sẽ kết thúc video. Cái này dễ rồi mọi người, cái đài này mới khó này, mình đe luôn, mình đe cho hết lớn mình đi ăn cơm mọi người. Có là đó bụng nó má đi lồn gì mình lồn clip luôn, đen luôn, nga vào luôn, mình không edit nha mọi người, mình sẽ edit một phần nhỏ thôi. Check được này thì đã khó khăn. Okay, không biết nó đánh vô được không biết gì. Có vẻ như nó đi khó là ngố rồi. Chia ra đây mọi người ơi, từ chết thằng thấy không, mọi người thấy tắc hẹ của nó đi gần nhau không, nó phun y như BD luôn. Rồi nó sẽ tiến qua con kia lên, nó sẽ tức giận lên ấy, game xong đe luôn. Nè, không sao, cười luôn. Ok, mình cướp được tầm khoảng được mười mấy con thôi, mười mấy con là ok đó mọi người. Khá là thơm nữa, nhìn nè. Bao nhiêu là khá là thơm rồi. Cúp của mình thì không có dỗ mua nhiêu đâu, tan được thì máy cúp nữa mọi người. Ok, mình xin kết thúc clip ở đây nha. Bye bye anh em, mình sẽ đi ăn cơm nữa rồi. Bye bye.